Hôm nay, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xử lý và di chuyển thành công một quả bom gần 500 kg phạt lộ sau đợt mưa bão vừa qua trên tuyển biên giới Việt Lào về nơi tiêu hủy an toàn. Quả bom được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện trong quá trình kiểm tra sau đợt mưa bão vừa qua tại khu vực cửa khẩu Phù Thanh, cách cột mốc biên giới 607, chừng 30 m thuộc thôn A Ho, xã Thanh, huyện Hưởng Hóa, lực lượng công binh đã tiểu cơn hiện trường và xác định đây là quả bom kỷ hiệu MK83 dài 2,5m, nặng 454kg, còn nguyên ngòi nổ. Lực lượng công binh đã phối hợp với lực lượng biên phòng, phong tỏa hiện trường, tiến hành kinh các và báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho phép vận chuyển quả bom về thao trường Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tiêu hủy an toàn trong ngày hôm nay.